Tòa án Công lý châu Âu ECJ đã bác đơn kiện của các tập đoàn công nghệ Apple và Google của Mỹ trong hai vụ kiện riêng rẽ trị giá hàng tỷ euro với Liên minh châu Âu-EU. Theo đó, ECJ yêu cầu Apple hoàn trả 13 tỷ euro tiền thuế cho chính phủ Ireland. Vụ kiện chống lại Apple bắt nguồn từ năm 2016 khi EU tuyên bố Ireland đã cho phép nhà sản xuất iPhone tránh được hàng tỷ euro tiền thuế. Đây là một trong những cuộc chiến pháp lý gay gắt nhất giữa Ủy ban châu EC và các gã khổng lồ công nghệ và là một trong số nhiều cuộc điều tra từ thập kỷ trước về các thỏa thuận ưu đãi thuế giữa các công ty lớn và một số quốc gia EU. Cùng ngày, thì ECJ cũng giữ nguyên mức phạt 2,4 tỷ euro đối với Google trong một loạt vụ kiện chống độc quyền sau khi phát hiện Google lạm dụng vị thế của mình, ưu tiên dịch vụ Google Shopping trong kết quả từ công cụ tìm kiếm của họ. Đây không phải là khoản phạt duy nhất của Google. Công ty này đã phải chịu mức tiền phạt kỷ lục lên tới khoảng 8 tỷ euro vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU trong giai đoạn 2017-2019. Google sẽ phải đối mặt với một thử thách khác vào tuần tới khi tòa án cấp cao nhất của EU sẽ quyết định mức tiền phạt nhỏ nhất trong số các án phạt trị giá khoảng 1,49 tỷ euro. EU hồi năm ngoái cũng đã cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống lĩnh của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến, khuyến nghị công ty bán một phần dịch vụ quảng cáo của mình để đảm bảo cạnh tranh công bằng.